Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan. Đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster Đà Nẵng, khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao nỗ lực của ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể người lao động trong việc áp dụng và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đảm bảo giãn cách giữa công nhân, giữa các bộ phận, giữa các xưởng. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, hiện dịch bệnh COVID-19 đang trong giai đoạn hết sức phức tạp. Vì vậy, những nơi tập trung đông người như các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất phải đề cao cảnh giác, vừa duy trì sản xuất cần thiết, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lưu ý. Và chúng tôi thì khuyến cáo các doanh nghiệp là trong cái thời điểm hiện nay thì cái việc mà thực hiện giãn cách xã hội là một vấn đề hết sức quan trọng và chúng ta sẽ phải thực hiện tối đa trong cái chừng mức có thể được của các doanh nghiệp. Thì bên cạnh những cái sự theo dõi nhận được những cái báo cáo từ các cơ sở sản xuất thì cái hoạt động kiểm tra giám sát phải được tổ chức thực hiện thường xuyên và đối với cả những cái đơn vị nào mà không đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi cũng đề xuất là phải có những cái biện pháp xử lý kịp thời mạnh mẽ để đảm bảo cái an toàn trong các khu công nghiệp. Cũng theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, hiện ngành đã triển khai rất nhiều biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động trong các khu công nghiệp, các khu vực sản xuất tập trung đông người, đồng thời đã tham mưu cho thành phố hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là các trường hợp F0 và F1, F2. Đối với mà những lao động mà nghỉ việc, chúng tôi có hướng dẫn cụ thể cho tất cả các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng mà có F0 thì cho nghỉ và thực hiện theo cái chế độ bảo hiểm xã hội. Còn F1 thì F2 thì có cái cách ly. Thì chúng tôi cũng hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp là thực hiện theo cái điều 98 của Bộ luật Lao động về tạm cái ngừng hoạt động, ngừng thực hiện lao động. Thực hiện theo cái luật điều 98 tức là hưởng lương theo thỏa thuận với nhau theo nhưng mà thấp nhất cái bảng lương tối thiểu vùng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong cái này cách ly. Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước, khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà. Doanh nghiệp này hiện là đơn vị tập trung nhiều lao động nhất trong khu vực với khoảng 2.000 người. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị ban lãnh đạo công ty tiếp tục triển khai các giải pháp, chú trọng tổng dọn vệ sinh và phun thuốc khử trùng toàn công ty, đồng thời phải có phương án giãn cách hợp lý, đảm bảo đủ tiêu chuẩn hoạt động sản xuất trong mùa dịch như Bộ Y tế yêu cầu.